À, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 7, 2017, toàn là số 7. Mình vừa mới từ kho về và có được rất nhiều món. Phải nói là rất độc, mà có một số bạn từ hồi trước giờ hỏi mình không có để mà bán cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem đó là những món độc nào nha. Đây, nguyên một bao chào bán. Trong phạm vi clip này thì chúng ta khoe hàng thôi, còn review từng cái một thì chiều nha, chứ bây giờ không có thời gian. Rồi, cái món độc đầu tiên đây, tiếp tục nguyên bộ đầu lòng Estanda 8670. Đây còn rất là đẹp luôn các bạn, thấy chưa vệ sinh nha, chưa vệ sinh mà còn rất là đẹp. Cái nước sơn đây nè còn dinh và nó còn đẹp luôn. Con đi kêu anh vô bay về đi. Cái nước sơn của nó chưa bị bong, vẫn còn đen thui luôn, này biết nó còn đẹp rồi đó. Đây đầu E14 luôn nha, rồi cuối. Mình rút cái trái bít tông ra. Rồi trái bít tông nè, rồi bên nam đây có chữ đây, trái bít tông ring. Ok, vừa khít như vậy là chưa dớt rồi. Ok, chút xíu nữa mình sẽ quay chi tiết cái này rồi chúng ta sẽ bọc hộp. Hôm nay đi khui rửa được cái gì, rửa tay sạch sẽ đã xong rồi mình quay tiếp từng món cụ thể cho anh em coi. Đây bộ thứ hai, bộ độc thứ hai, bộ nồi. Yeah, từ trước giờ mình không dám bán nồi tại vì không có nồi zin. Đây nồi zin, nồi thì gồm có nồi 50, 70 và 90. 50, 70 xài chung, 50 thì xài 50, còn 70, 90 xài chung. 50 thì 4 khía mà 70, 70, 90 thì 7 khía. Đây, bao em nha, hàng cam nên khỏi cần hỏi em hay không. Bao em, bao hú, bộ nồi, hàng hiếm nha. Còn len can luôn. Rồi một cái món hiếm tiếp theo. Đây, cái về của Đam 78. Wow, đẹp. Từ trước rồi sau. Ở đây có một vết nứt, ở đây người ta đã hàng lại, nhưng mà nhìn phía trước hàng lại, người ta đánh bóng rồi lại gia công lại, nhìn bên ngoài không thấy nứt luôn. Đó các bạn thấy không thấy nứt. Thì thợ hàng cũng rất là siêu sao, nó nhìn rất là liền lạc. Nói chung nhìn bên ngoài là không biết nứt. Nhìn kỹ. Rồi ok, đó đẹp hết. Cái mũi đây nó bị quẹo, gia công lại cái mũi. Đây gia công lại cái mũi, nhìn bên ngoài ok luôn, chảy nước miếng. Rồi còn lại bên ngoài là đẹp hết, lan can Đam 78 sẽ trông nha, chảy nước miếng. Mình còn chảy nước miếng nữa. Được có một cái vẻ đó thôi. Một món hiếm tiếp theo. Đây, hai cái bẩn luôn, Đam 78. Wow, đây có hai cái, một cái đẹp, một cái đẹp vừa vừa. Cái này đẹp lén cánh, trời trời, nhìn là khỏi suy nghĩ luôn. Đó nha. Không có ai canh con anh á. Này phía trước con chơi chưa? Không. Chị Bi đi học rồi, hôm nay thứ hai chị Bi đi học rồi. Đâu? Thấy chưa? Đẹp hết. Đó, hàng hiếm.
Hôm nay chị Bi đi học cần gì phải qua xem. Cái thứ hai, cái này xấu hơn. Rồi bị nứt một hàng ở đây, đã có hàng lại. Rồi con đi vô đi. Sao con rối quá? Ba đang quay phim mà con rối quá. Đây, còn lại cũng đẹp hết, chưa có rửa. Cái này lục kho hớt luôn, tuyệt vời, không có nứt bể. Rồi xuất sắc. Rồi là mình được 4 cái hàng hiếm. Trời ơi, đây là ốc bẩn, bẩn gì trời ơi, con làm gì vậy? Ớn cho con gái tôi. Ê, trời ơi, con nhậm cái đó một cái là chắc bà khóc nguyên một ngày luôn á. Rồi thôi chạy ra đi để ba lấy đồ cho chú. Tiếp theo là kính. Đây, kính vuông. Kính vuông. Kính chiếu hậu. Có chiếu hậu đèn tròn. Xi nhan hụt dịch. Dành cho chạy xe kiển. Yên cúp lùng màu đen, trời ơi, này khách đặt. Yên cúp lùng màu vàng, ba ga lùng màu đen, này dành cho bỏ sự kiện. Okay, lỡ cái ba ga này ra. À, cái này là để gắn vào xe 81, 86, đó, gắn kiển nè. Cái yên nó nhỏ xíu rồi, nhìn rất là dễ thương. Đó, mình sẽ bỏ cái yên này lên. Đó, ngồi phía sau. Rất là dễ thương. Rồi yên trước. Đây là yên trước, yên kiểu luôn. Dành cho bạn nào có xe cúp. Gắn vô. Rồi, và cái đóng còn gì nữa không? Mua nhiều quá, không nhớ nữa. Thôi thôi. Đây. Này nhưng à, cặp niền Araya này, đó 98 Araya niền riêng đẹp. Không bị xét ơi, đẹp hết. Ba ga inox, ba ga inox mới gắn xe 67 đây, đó thấy chưa, ba ga này gắn 67 là tuyệt vời. Inox 304 nha, cây inox rất là dày, cái này hàng chuyên dụng, người ta làm đặc biệt cho 67 đó. Rồi đây tem. Tem này tem lô, không phải tem zin nha, tem thường. Đây, custom 50. Đó. Đây, bình xăng. Này cốp, này cái đuôi. Đuôi sao, còn đây cái cốp. Này custom 90. Này, super cấp. 70. Super cấp 70. DD. DD 70. DD đỏ.
Đó, ngoài ra còn có thêm 81, 86, 50, 70, 90. Rồi, con này kính cường lực. Gắn điện thoại. Rồi, đây là tổng cộng. Ok, bye bye.